Hello, very nice to see you again. In Review 8 today, you cover two parts, language functions, synonyms and antonyms. Now let's start with Obama. Now the word kind, what does it mean, kind? What do you think? You might think it's từ tệ hoặc bụng. Is it right? Another might say it's kiểu. Loài hay một dạng gì đó. So who is correct? Student 1 or student 2? He's very kind. So it's tử tế. Ông ấy là một người tốt bụng, một người tử tế. And student 2 says, this kind of exercise is fun. À, dạng bài tập này thú vị đó. Như vậy, kind ở đây nghĩa là dạng hay là kiểu loài. So, it's kind of tricky, isn't it? À, có vẻ hơi khó nhỉ, đúng không? Hơi lắc lẻo. So, when I say it's kind of tricky, who is correct? Student 1 or student 2? Neither. Neither of them, right? Because kind of here means slightly, somewhat. Hơi. Khá. So, what decides the meaning of a word? We often hear something like a word only makes sense when it is put in a sentence. And the sentence makes sense when it is in a context. So, it's the context. Ngữ cảnh. Ngữ cảnh chính là yếu tố quyết định nghĩa của một từ. Và trong phần ôn tập của chúng ta hôm nay, ngữ cảnh đóng một vai trò rất quan trọng để mình quyết định xem từ đó có nghĩa là gì. Hay là phải chọn phương án nào thì mới đúng. Okay, so let's start the lesson today. Language functions and synonyms and antonyms. Now the first part. In language functions, we'll cover three parts. Common language functions, strategies to find the correct answer, and some practice. And now the first part. Common language functions. Phần các chức năng giao tiếp cơ bản thì chúng ta đã được học và được ôn tập nhiều rồi, cho nên ở đây cô chỉ khái quát và không đi sâu, chỉ lướt qua bài nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại sau. First, thanking, lời cảm ơn. And these are some phrases for thanking and phrases for response. Next, we have compliment, lời khen. And these are some common phrases for compliment and some phrases for response. Next, we have apology, lời xin lỗi, some phrases for apology and some phrases for response. Invitations, offers, suggestions, and requests. Again, we have common phrases for invitation and suggestion, etc. And as a response, it can be an acceptance or a refusal. And here are some common phrases. And next, we have giving and asking for opinion or giving and asking for information. These are some common phrases. And for this, as a response, can be an agreement. And these are phrases for an agreement. Here we have me too, I do too, so do I, that is a positive agreement. Ở đây là đồng ý, khẳng định. And we have me neither, I don't either, or neither do I. A negative agreement, đồng ý với một ý kiến phủ định. And we also have phrases for disagreement. These are some common phrases. Phần này bạn nào chưa nắm rõ thì xem lại sau nha. Anna, an example from the past paper. Choose a sentence that best completes the exchange. Đây là câu hỏi trích trong đề tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2020. What is the situation? Laura and Mitchell are talking about online learning. Laura, online learning seems the best solution now. Mitchell, it helps students keep learning while schools are closed. Như vậy, Laura và Mitchell đang nói về việc học online ở trên mạng. Laura đưa ra quan điểm việc học online qua mạng
có vẻ như là cái giải pháp tốt nhất hiện tại là Mitchell. It helps students keep learning while schools are closed. Nó giúp cho học sinh có thể tiếp tục học trong khi trường học đang tạm thời đóng cửa. Như vậy mình thấy trong cái ngữ cảnh này thì Laura đưa ra quan điểm và Mitchell theo cái em thì là đồng ý với quan điểm đó hay không đồng ý. Now look at the response. You have A. I quite agree. B. You must be kidding. C. I'm not so sure. And D. I don't think that's a good idea. Như vậy mình thấy cả bốn phương án đã cho đều có thể là một lời đáp đối với cái ý kiến mà Laura đưa ra. Như vậy làm thế nào để chọn được đáp án đúng? Ở đây trong lời đáp đã có một số thông tin cho sẵn. It helps students keep learning while schools are closed. Như vậy thông tin này cho mình thấy rằng Mitchell đồng ý với quan điểm đưa ra của Laura. Như vậy B, C, D là những đáp án hợp với câu không đồng ý, không cùng quan điểm. Như vậy A là đáp án chính xác. I quite agree. Tôi đồng ý như vậy. Như vậy các em thấy đối với câu dạng giao tiếp thì mình phải xác định ngữ cảnh và đặc biệt chú ý thông tin đã cho để mình có thể xác định được câu trả lời đúng nhất, thích hợp nhất. So now, let's go to some strategies to help you find the correct answer. Đây là các bước các em có thể làm bài tốt hơn. Number one, đọc tình huống đưa ra trong câu dẫn để xác định ngữ cảnh. Họ đang ở đâu, chức năng giao tiếp là gì? Sau đó đọc lời thoại thứ nhất để xác định rõ hơn về chức năng và mục đích giao tiếp. Sau đó đọc lời đáp, tức là cụm từ ở phía sau chỗ trống cần điền nếu có, để xác định xem lời đáp là sự đồng ý hay không đồng ý, một sự chấp nhận hay là lời từ chối. Đọc bốn lựa chọn đã cho, loại bỏ những phương án không thích hợp với tình huống và sau đó chọn phương án đúng nhất dựa vào ngữ cảnh nói chung và thông tin đã cho sẵn trong lời đáp. Đó là các bước mình làm để chọn câu trả lời đúng. And now some practice. Choose a sentence that best completes each of the exchanges. We have two questions and now 40 seconds for you. Now let's start. Thumbs up. Let's check. Number one, a man is talking to the receptionist in the hotel. Một người đàn ông đang nói chuyện với a receptionist in the hotel, tức là tiếp tân ở khách sạn. I'm very sorry, I can't find my key card. Can you replace it? Good man. People lose their key cards all the time. Tôi rất xin lỗi. Tôi không thể tìm thấy cái key card, tức là cái chìa khóa, thẻ chìa khóa của mình. Can you replace it? Bạn có thể thay thế nó không? Tức là thay cái mới. Here we have people lose their key cards all the time. Mọi người vẫn thường đánh mất cái chìa khóa suốt ấy mà. Thì khi mình nghe thông tin này, mình có thể đoán được người này đồng ý, không cho rằng đó là vấn đề khó khăn. So in A, we have can you is a request, okay? And we have yes, maybe you're right. Có lẽ bạn đúng. Thì đây là lời đáp đồng ý với một quan điểm. Be sure, don't worry. Chắc chắn rồi, đừng lo. It sounds right, huh? C, you must be kidding. Bạn đùa. Thì thường với câu này có thể là trả lời cho một cái lời khen. Và ở đây là có nghĩa là không đồng ý với việc thay chìa khóa, làm gì có để thay, đại loại như vậy. And D, no, I hope not. Hy vọng là không. Thường đây là một lời đáp không đồng ý với một quan điểm đưa ra. So,
Me is the answer. Sure. Don't worry. Chắc chắn rồi, đừng lo, người ta vẫn thương, vẫn mất chìa khóa. Number two, Jack and Jill are talking about the COVID-19 pandemic. Jack và Jill đang nói về đại dịch COVID-19. Jack, SARS-CoV-2 is highly contagious. We should be careful. And Jill, that's why social distancing is essential. SARS-CoV-2 thì lây nhiễm rất là nhanh, rất là dữ. Chúng ta cần phải thật cẩn thận. And Jill, đó là lý do tại sao giãn cách xã hội là điều cần thiết. Như vậy dựa vào thông tin đã cho, we should, chúng ta nên là quan điểm. Và that's why social distancing is essential. Thì mình có thể đoán được Jill đồng ý với quan điểm của Jack. And A, you can say that again. What does it mean? It means I completely agree with you. But B, you have not really là một lời đáp không đồng ý. I'm not sure about that. Tương tự như vậy, đấy cũng là không đồng ý quan điểm. That's all right. Thì thường là đáp lại với một lời cảm ơn hoặc lời xin lỗi. So, A is the answer. You can say that again. Như vậy, qua hai câu hỏi này, các em có thể thấy với dàn bài tập language functions, chức năng giao tiếp của ngôn ngữ, thì mình cần xác định ngữ cảnh người ta cho là gì và quan trọng là phải dựa vào thông tin cho sẵn trong lời đáp thì mình có thể xác định câu trả lời đúng nhất. Okay, that's language functions. And now move on to synonyms and antonyms. We will cover three parts: samples from past papers, strategies to find the correct answer, and some practice. Now the first part: synonyms. Samples from past papers. Hai câu hỏi này được trích từ đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và 2018. Choose the word closest in meaning to the underlined word in each question. Now, number one, many experts support the view that children should start learning English as early as possible. A, you have reason. B, problem. C, reaction. And D, opinion. So, what do you think? View, vẫn nghĩa các em thường biết đó là quan cảnh. Sight, but it doesn't fit here, right? Nhiều chuyên gia ủng hộ ý kiến, ủng hộ the view that rằng trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Như vậy trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt. That is an opinion. Đó là một quan điểm. So D is the answer. Now number two. The chairman's thought-provoking question ignited a lively debate among the participants in the workshop. So, what does it mean, ignited? Triggered, arose, defined, or hosted? Which one? Câu hỏi kích thích suy nghĩ tư duy của vị chủ tọa đã ignited một cái tranh luận rất sôi nổi giữa những thành viên tham gia hội thảo. So what does it mean, ignited? Thường các em biết ignited có nghĩa là đánh lửa. So cause something to start, but it doesn't fit in this question. So what does it mean? A lively debate. Một tranh cãi sôi nổi. So it's cause. Khởi dậy, khởi gợi. So cause, trigger. So A is the answer. Như vậy các em thấy trong những câu khi mình tìm từ đồng nghĩa thì nghĩa mình biết của từ chứ hẳn là nghĩa được sử dụng trong câu, cho nên mình phải phân tích ngữ cảnh tình huống trong cái thông tin từ thông tin cho sẵn để có thể đưa ra đáp án đúng nhất. And now some strategies. Đây là cách làm bài. First, đọc câu dẫn, lưu ý từ được gạch chéo và cụm từ đi về nó, lưu ý ngữ cảnh thông qua thông tin dùng để giải thích hoặc làm rõ vấn đề ở trong câu, đoạn nghĩa của từ trong ngữ cảnh đã cho, đọc bốn lựa chọn, loại bỏ những phương án hoàn toàn không phù hợp với ngữ cảnh và sau đó phân tích các phương án còn lại và lựa chọn phương án gần nghĩa thích hợp nhất. Đó là các bước các em lưu ý khi mình làm bài. Now ready for some practice. Now practice. Choose the word closest in meaning
to the underlined word in each question. Here we have three questions and 1 minute for you. Now let's start. Time's up. Let's check. Number one, although Judy hoped that college would help her get a good job, she primarily wanted to better herself as a person. So what does it mean primarily? Is it effectively, necessarily, completely, or mainly? Now pay attention to the word although. Although connecting two contrasting ideas. Em thấy although nhân từ này nổi hai ý chạy ngược nhau trong câu. And here we have help her get a good job and then primarily wanted to better herself as a person. So we can see that effectively, no, doesn't fit. Necessarily, no, completely. Mặc dù vậy, nhưng như vậy cả hai vấn đề, chỉ không phải một, như vậy completely cũng không hợp nghĩa. So primarily means mainly, chủ yếu là để hoàn thiện bản thân. So D is the answer. Number two, scientists concur that SARS-CoV-2 is much more fatal than SARS. It has caused hundreds of thousands of deaths so far. So concur, is it agree, reject, dislike, or permit? Các nhà khoa học concur rằng SARS-CoV-2 thì nghiêm trọng hơn SARS rất nhiều. Cho tới nay nó đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết. So, concur here, what you think? Ở đây mình có một thông tin, một cái quan điểm, một cái ý kiến. So, it's agree. Nhất trí với quan điểm đó. Tại sao nhất trí mà không phải là reject, bác bỏ? Bởi vì thông tin kèm theo là ủng hộ cho cái thông tin đưa ra phía trên. Nếu như là reject, bác bỏ thông tin, thì thông tin đưa ra phải là ngược lại. So B is not the answer. Ở đây cũng không phải là không thích hay là cho phép. So A is the answer. Đồng ý với ý kiến đó. Nhất trí như vậy. Concur. Number 3. Although Mike is very outgoing and cheerful, he is short-tempered, usually getting irritated very easily. So, short-tempered. Does it mean becoming angry quickly? Not very tall? Very sociable? Or getting distracted easily? Now, let's see. You have although means two contrasting idea. And Mike is outgoing and cheerful. So, short-tempered is the opposite. Mặc dù Mike rất là vui vẻ, rất là sôi nổi, nhưng cậu ấy cũng usually getting irritated very easily. Thường nổi cáu, dễ nổi cáu như vậy. Short tempered đồng nghĩa với dễ nổi cáu và đổi nghĩa với sôi nổi, vui vẻ. So the answer is, of course, A. Becoming angry very quickly. Not very tall, không đổi nghĩa với outgoing. Very sociable thì đồng nghĩa với outgoing. Cho nên nó cũng không phải là đáp án. Getting distracted easily, dễ dàng bị xáo lạng, không thể tập trung, thì nó cũng không phải đối nghĩa với outgoing and cheerful. So A is the answer. Hey, that is synonyms. And now move on to antonyms. Now, samples from past papers. Choose the word opposite in meaning
to the underlined word in each question. À, đây cũng là hai câu hỏi trích từ đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Number one, when Josh was promoted to the position of marketing director, he had to shoulder more responsibilities. So what does it mean, shoulder, in this context? And what is the opposite? He will have receive, prevent, avoid, and carry. Thường thường các em hiểu shoulder là bờ vai, và shoulder đồng từ có nghĩa là mang vác ở trên vai. So that is carry, right? So carry, not the answer, right? In this context, it's not carry, because here we have more responsibilities. So what does it mean? Khi Josh được thăng tiến lên vị trí giám đốc marketing, cậu ấy phải nhiều trách nhiệm hơn. So, nhận nhiều trách nhiệm hơn. So we have accept or take. And same meaning as accept or take, that is receive. So receive is not the answer. So what is the opposite of accept or receive? That is avoid. Nhận nhiều nhiệm vụ hơn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, và đổi nghĩa đó chính là tránh, trốn tránh nhiệm vụ. Prevent là ngăn chặn, nhưng mà nó không hợp nghĩa ở đây. So C is the answer. Now number two, Lisa is now in two minds whether or not to take a gap year after leaving high school. So in two minds, what does it mean? And what is the answer? Reluctant, ignorant, decisive, and intentional. Lisa bây giờ đang whether or not, liệu có thực hiện hay không? Liệu có bỏ ra một năm trải nghiệm sau khi tốt nghiệp trung học hay không? Như vậy mà khi mình thấy cụm từ whether or not thì mình có thể thấy người này chưa quyết đoán, không quyết đoán, chưa dứt khoát, tức là vẫn còn đang phân vân. Như vậy nghĩa của enthusiast mình có thể đoán được đó chính là reluctant, unable to decide. Như vậy reluctant đồng nghĩa có nghĩa nó không phải là đáp án, mình phải gạt bỏ ngay. And the opposite of reluctant is decisive, of course. Ignorant, không biết, người không biết không đổi nghĩa với chần chừ, thiếu quyết đoán. Intentional, có chú ý, có chủ đích cũng không đổi nghĩa. Cho nên C chính là đáp án đúng. Như vậy các em thấy phần opposite từ đổi nghĩa, trải nghiệm thì cũng gần tương tự như với từ đồng nghĩa. Mình cần phải xác định cái ngữ cảnh, tình huống trong câu thông qua thông tin đã cho. Nhưng khó hơn ở chỗ là mình hay nhầm chọn câu đồng nghĩa. Bởi vậy, với dạng bài này, khi làm bài các em bị từ đồng nghĩa, mình phải gạch bỏ ngay. Bây giờ mình sẽ có cách làm bài. Strategies. So first, tương tự như vậy, mình sẽ đọc câu dẫn. Lưu ý cụm từ được gạch chân, thành ngữ được gạch chân. Lưu ý thông tin dùng để giải thích, làm rõ vấn đề để hiểu rõ cái ngữ cảnh, tình huống. Là đoạn nghĩa của từ hoặc thành ngữ trong ngữ cảnh đã cho. Đọc bộ lựa chọn, loại bỏ ngay những phương án đồng nghĩa với thành ngữ đã cho, vì đó không phải là câu trả lời. Câu trả lời là từ trải nghiệm. Nhưng mà mình phân tích những phương án còn lại để chọn phương án đổi nghĩa, trải nghiệm thích hợp nhất với thành ngữ đã cho. Đây là cách bước khi mình phân tích để chọn câu trả lời đúng. Now, time for some practice. Choose the word opposite in meaning to the underlined word in each question. You have three questions, so 1 minute for you. Thank you.
Now, time's up. Let's check. Number one, the article's analysis of the economic situation is very superficial. There's not much information that you can use. So what is the meaning of superficial in this sentence? And what is the opposite? Bản phân tích của bài báo về tình hình kinh tế thì rất là superficial. Không có nhiều thông tin để bạn có thể sử dụng. So, look at this. Not much information that you can use. Một bản phân tích mà không có nhiều thông tin để mình có thể sử dụng có nghĩa là nó rất là sơ sài, không đầy đủ. So, that's the meaning. So, A, similar in meaning. It's not the answer. And the opposite of incomplete, đầy đủ, không đầy đủ, đó chính là đầy đủ, chi tiết, detailed. So detailed is the answer. Important, quan trọng không đổi nghĩa với, không đầy đủ. Unfavorable, không thích hợp, không thuận lợi, cũng không đổi nghĩa. Như vậy B chính là đáp án, detailed. Number two, lack of water and nutrients has impeded the growth of these new plants. Have promoted, prevented, disrupted, and realized. So which one is the correct answer? Now pay attention to this. Lack of water and nutrients has impeded the growth of these new plants. Như vậy thiếu nước và chất dinh dưỡng thì như thế nào đối với sự phát triển của những cái mới này? Thì mình có thể thấy thiếu nước và chất dinh dưỡng thì chắc chắn là tác động xấu. So, prevented, right? Cản trở, ngăn trở, and disrupted, cản trở, không thuận lợi. And the opposite of prevented is promoted, khuyến khích, kích thích. So A is the answer. Realized, nhận ra, ở đây không đổi nghĩa. So not the answer. Now three, financing his studies abroad is a tall order for a poor student like him. But he hopes to get a scholarship. So what is a tall order here? Very difficult, quite easy, quite tough, or easily accessible. And remember, your answer is the opposite. Now look at this. Financing his studies abroad. Việc cung cấp tài chính cho việc học ở nước ngoài của cậu ấy là một a tall order. Cho một sinh viên nghèo như cậu ấy, đối với một sinh viên nghèo như cậu ấy, ở đây mình có sinh viên nghèo. But he hopes, nhưng cậu ấy hy vọng sẽ nhận được học bổng. Như vậy mình có thể đoán được, với một sinh viên nghèo thì việc chu cấp tài chính để học nước ngoài là một điều rất khó khăn, là một vấn đề cam go. So the meaning of this, a tall order, is very difficult. So it's not the answer. Similarly, quite tough. Similar, so not the answer. The opposite of difficult is easy. So B is the answer. Indeed, you have easily accessible, có thể dễ dàng tiếp cận được, cũng có nghĩa là dễ, nhưng không hợp nghĩa trong ngữ cảnh này, đó là việc là chi tiêu tài chính. So B is the answer. And now, another two questions, 4 and 5. Again, 1 minute for you. It's time to check. Number four, Sue doesn't seem serious about getting a job. She has been blowing hot and cold about it. So what does it mean? Blowing hot and cold. And what is its opposite? Sue không, có vẻ không nghiêm túc về vấn đề xin việc.
cô ấy vẫn thưa về vấn đề đó. Như vậy mình có thể đoán not serious, không nghiêm túc, có nghĩa là vẫn chưa quyết tâm, vẫn còn đang thay đổi. So hesitant is the meaning we can guess. Như vậy lượng lừ có nghĩa là đồng nghĩa bên này. I'm flexible, hay thay đổi lúc này lúc khác. Như vậy cũng đồng nghĩa với cái này, có nghĩa nó không phải là đáp án. And the opposite of hesitant or flexible, that is determined, rất là quyết tâm. Arrogant nghĩa là kiêu ngạo, ngạo mạn. Như vậy đấy nó không đổi nghĩa với hesitant. So determined is the answer. Number 5. She immediately poured cold water on his plan to expand the business, saying that it was costly and impractical. So which one is the answer? Estimated, approved, opposed, or criticized? Bây giờ mình xem ngược cảnh. Cô ấy ngay lập tức poured cold water về cái kế hoạch mở rộng công ty của cậu ấy, cho rằng nó costly and impractical, rất là đắt đỏ và không thực tế. Như vậy khi mình thấy cho rằng nó đắt đỏ và không thực tế, có nghĩa là cô này chê bai, phản đối kế hoạch này. So criticize is the meaning, or opposed, phản đối, phê bình, phản đối. And the opposite of criticized or opposed is approved, tán thành, đồng ý. So B is the answer. Estimated là ước lượng, thì không đổi nghĩa với criticized or opposed. So poured cold water means criticized, and the opposite is approved. Như vậy chúng ta vừa luyện tập một số bài tập liên quan đến câu đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Thì các em thấy trong phần bài tập này, ngữ cảnh là yếu tố quyết định. Xem thử mình có thể đoán cụm từ đó có nghĩa là gì, thành ngữ đó có nghĩa là gì. Và quan trọng là thật ra thành ngữ có thể khó, nhưng khi đặt nó trong ngữ cảnh thì các em có thể đoán được nghĩa rất dễ dàng. Vấn đề là mình đừng quên, nếu là câu trải nghĩa thì phải gạch bỏ ngay là bạn đồng nghĩa và chỉ chọn cụm từ trải nghiệm làm câu trả lời. Ok, and now a wrap up. What is it? There are 4 pictures, and for each picture, you need to answer a question. And when you uncover these pictures, there's a bigger picture behind, and there's a message for you. So what is the message? What is it? Now let's start with the first picture. Complete a sentence with a suitable word or phrase. The picture will serve as a clue to help you. Như vậy tương ứng với một câu hỏi, các em sẽ nhìn thấy một hình ảnh. Và hình ảnh đây sẽ là cái gợi ý cho câu trả lời của mình. Ở đây có bốn gạch trống, có nghĩa là chỗ trống căn điền gồm bốn từ. Now, have a look at this. So, what you think? Lucy keeps about whether or not to take a gap year. I wish she would just make a decision. So, what do you have in the gap? Lucy Kim, what's she doing? Blowing hot and cold, right? She's blowing hot and cold. What does it mean? I wish she would just make a decision. Anyway, keep changing her opinion. Keep changing attitude. That is blow hot and cold. So what do you see? What is it? Now, picture number 2. Have a look. He thought the test would be very difficult, but it turned out to be, so what? The cake, you have a piece of wood, a piece of cheese. So what is it here? We have a piece of cake. So what does it mean, a piece of cake? Cậu ấy cứ nghĩ là bài kiểm tra sẽ rất khó, but, nhưng hóa ra nó, to be a piece of cake. Như vậy đổi nghĩa với rất khó sẽ là rất dễ. A piece of cake means very easy, a very simple task. Okay. So, can you see what it is? Now, the next picture. Paul had a lot of ideas about how to improve performance, but
but his manager on all his suggestions. What do you have here? Hot water and cold water. And this one, that is pour cold water. Pour có rất nhiều ý tưởng về việc cải thiện hiệu quả việc làm. But his manager, nhưng vị quản đốc, pour cold water on all his suggestions. Hồi nãy mình đã học, trong này mình cũng có thể đoán được là phản đối. Criticize, disapprove, gợi ý của anh ta. It's clearer now, right? And now the last picture. So, what you see? You have temper and order. What about temper and order? Have short-tempered, right? So, the exam is not a piece of cake, but it is not a very either. You can do it if you try. So, what do you think? You have a tall order. Kỳ thi không phải quá dễ, nhưng nó cũng không quá. Như vậy đối nghĩa với quá dễ đó chính là quá khó. Nó cũng không quá khó. Các em có thể làm được nếu cố gắng. So, a tall order. Very difficult. So, that is the picture. And the meaning of the message. Produce successful results. So, can you see? Here we have a tree, and these are fruits, right? It is a fruit. What does it look like? So what is the message? It must be bear fruit. It looks like a bear, right? So bear fruit means produce successful results. Mang lại kết quả thành công như ý. And in Vietnamese, we have đơm hoa kết trái. And this is my message to you. Study and your efforts will bear fruit. Yeah, it's true. Các em hãy học và nỗ lực của các em sẽ đơm hoa kết trái, sẽ mang lại những kết quả thành công như ý muốn. So, good luck. Wish you every success. Thank you and goodbye.